Xin chào các bạn. Dự án trụ sở Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại số 2 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng hơn 20.000 m2 trên tổng diện tích khu đất là 3.567 m2 với phạm vi công việc bao gồm bảo tồn nguyên trạng khối A và xây dựng 21 tầng nổi và 2 tầng hầm và hệ thống kỹ thuật công trình hiện đại với mức đầu tư gần 500 tỷ đồng. Công trình xây dựng trong thời gian khoảng 800 ngày, tính từ năm 2018 đến năm 2021.